Mấy hôm trước ngồi đọc kinh xong, mình chăm chú nhìn vào bìa quyển kinh Địa Tạng, có hình ngài Địa Tạng ở chính giữa, xung quanh 10 phương Phật Bồ Tát xoay tròn, tự nhiên khởi lên thắc mắc. Sao hình ảnh này không phải Phật ở giữa, các Bồ Tát đứng vây xung quanh mà lại để chư Phật xoay tròn xung quanh ngài Địa Tạng ở chính giữa? Và tại sao vị trí trung tâm đó lại là ngài Địa Tạng chứ không phải vị nào khác nhỉ? Rồi mình ngẫm nghĩ lại ý nghĩa của bộ kinh Địa Tạng, hình như chợt hiểu ra một điều gì đó. Kinh Địa Tạng là hiếu kinh và ngài Địa Tạng là biểu tượng của hiếu đạo. Hình ảnh này cho thấy cả 10 phương Phật thành Phật đều từ nhân hiếu mà nên, cho nên hiếu là gốc rễ, lấy ngài Địa Tạng làm trung tâm. Tu ngang tu dọc đều không ra khỏi cái trung tâm hiếu đạo này. Kinh Địa Tạng phẩm 1 nói: tất cả chư Phật, thánh phàm khắp mười phương đến tham dự pháp hội Địa Tạng đều là do ngài Địa Tạng đã độ, đang độ và sẽ độ, đã thành tựu, đang thành tựu và sẽ thành tựu. Cho thấy mười phương ba đời Phật đều do gốc hiếu mà đã thành Phật, đang thành Phật và sẽ thành Phật. Ngài Địa Tạng hiếu là điểm xuất phát đầu tiên và cũng là đích đến viên mãn cuối cùng của sự tu học. Một hình ảnh rất quen thuộc, nhưng đến giờ mình mới chợt để tâm ngẫm nghĩ. Giờ có ai hỏi tu học Phật Pháp để làm gì? Với mình thì câu trả lời chính là để học cách nhớ ơn và báo hiếu, để trở thành một người con có hiếu vậy thôi. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện từ nay đến tận cùng đời vị lai, con một lòng quỳ ngưỡng. Ha ha ha, Bổn Sắc Mô Ni So ha ha.